trong trung tâm dữ liệu của Facebook. John Gore, 48 tuổi, đến từ thị xã Rochester, Hạt Kent, Anh, là nhân viên của một công ty Anh chuyên cung cấp các thiết bị và vật liệu phòng cháy. Cuối tháng 5 vừa qua, Gore đã được công ty của mình cử đến để lắp đặt các thiết bị chữa cháy cho một trung tâm dữ liệu của Facebook đặt tại thành phố Odense, Đan Mạch. Ngày 20 tháng 5 vừa qua, chỉ một ngày trước khi Gore dự định bắt chuyến bay trở về nhà sau khi công tác tại nước ngoài gia đình của go đã nhận được tin xét đánh khi go đã tử vong trong một vụ hỏa hoạn bí ẩn tại trung tâm dữ liệu của facebook nơi anh đang làm việc theo truyền thông địa phương vụ hỏa hoạn đã bắt nguồn từ một nhà kho mà nguyên do vẫn chưa được xác định nhưng nhiều khả năng là do một vụ nổ gà gần một tháng sau khi vụ việc xảy ra brian và rita go cha mẹ của john go vẫn chưa nhận được lời giải thích về nguyên do cái chết của con trai mình từ phía facebook cũng như nhà chức trách của đan mạch điều này khiến hai người rất đau đớn và không hài lòng Điều này cũng giống như tự đập đầu vào tường, có vẻ như không ai quan tâm, con trai tôi đã qua đời và họ chỉ gói nó lại rồi gửi về nhà, Brian Go đau đớn chia sẻ, chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, vì sao con trai tôi lại ở trong căn phòng đó khi nó đã chuẩn bị về nhà. Còn theo bà Rita Go, mẹ của nạn nhân thì trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra, John Go đã nhắn tin cho bà để thông báo đã đặt vé máy bay và rất nóng lòng để trở về nhà gặp mặt cha mẹ và các con của mình. John Go cũng đã nhắn tin để nhắc nhở người thân đón mình tại sân bay nhưng không biết rằng thảm họa sắp xảy đến với bản thân. Chúng tôi đã liên hệ rất nhiều với Facebook, nơi con trai tôi đã làm việc, và nhà chức trách Đan Mạch, nhưng không ai đưa ra một lời giải thích nào cho cái chết của con trai tôi, Rita Go chia sẻ. Thậm chí chúng tôi còn không nhận được lời giải thích về nguyên nhân tử vong cũng như giấy chứng tử. Gia đình của John Go đã phải chi ra 5.000 bảng Anh để đưa thi thể của Go về nhà mà không được sự hỗ trợ nào từ phía Facebook cũng như chính phủ Đan Mạch được biết john Go là cha của ba người con và được các đồng nghiệp mô tả là một người được tôn trọng và yêu quý hiện tại facebook chưa đưa ra bình luận nào về cái chết bí ẩn của john Go ngay trong trung tâm dữ liệu của mình tê thùy